Thì quên nhà mà vợ quên không? À, không, vợ để cho cậu kể lắm, vợ không quên được đâu. Thằng này chưa vợ rồi. Quên tiền là chưa có vợ. Đi mà đi vào trên tiền tháng nó đuổi gì vậy? Tại lẽ tớ mày vô tiệm rồi mày bắt nó chạy. Chắc vợ đi chưa thầy không đem tiền rồi. Coi lại giữa, từ từ. Coi lại giữa mày, cái từ từ. Mày cứ đứng ở đó, chân đó thẳng từng mày chỉ tùy thầy cái này vừa xuyên cái đầu cũng nhiều đó cung thần đầu thần thần đầu nha cái đứng thần một chân thở thở bình thường thần nó kiến thở đồng chân thở thở lỏng khi đồng thần nó lỏng đấy nó có cái bài riêng đó khi mà quay đầu hết rồi cái khi mà kiểu thần thì thần xa khi vừa nó số một nó số nó to nó số khi hết đạo là cái chỉ cái khi thần đó đó nó khác nhau. Ủa cái đúng rồi, rồi. Thì nó hỗ trợ gì cho nó đi người nó sáng này kiếm người đang tập biết tập cũng được nhưng gõ lại đi một chị chứ gõ lại à gõ cái là dịch kinh kinh cho một chị à. Nói đúng gì kinh nó này thì hết tám chị từ đó rồi kỹ hơn thành đại đại thành chị kinh kinh đi có không thiệt lắm rồi đúng rồi thiệt lắm rồi tám chị kinh mà tập theo gì cần lấy cuộc sống là tám chị kinh tham đôi hoặc người người tỉnh đắp đi cuộc sống còn khỏe tắm thì dễ không như sao để không động tác ở nhà mỗi ngày phải tập rồi tập đi chưa đi lý phải có làm gì không làm gì cũng phải tập là cái này cái này là thấy rồi cái tập mỗi ngày không tập còn nhiều còn nó anh đi ví dụ như ông đi chỉ có mất chân thì ông sẽ không được đi con mới phải tập một chân mà vậy là không có tốt à đừng vô đừng nhẹ vô cái động mà thôi chân có sai gì đâu thôi anh nặng nặng đây rồi thao đó quay lại mới là giờ tập đi nhiều rồi là đúng rồi giờ thả ra đúng rồi đó tặng tặng người còn tặng người giờ thì người kia còn đau nhiều quá nhức quá rồi còn cái nó được vậy nó hết rồi hết nhức rồi thả lỏng người rồi không cần gì càng chịu chứ cái thằng đang nhức thật bớt tập lâu dài mà thôi nếu không phải theo ba tháng cái này cũng tập chịu chứ kinh đó nhìn nó kia rồi để cái thầy bảy là nó có bao nhiêu bài vậy? Bảy bài chắc tám bài, mười bài số hai là còn bảy bài. Cái gì biết nhớ mà mới được đó nhớ như thế mà thu cao có bài thơ để bỏ hết tất cả cái này là tập này thôi bỏ hết tất cả có ngày sai rồi đi nói nha anh dễ bây giờ nó có nhà có bài 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 có tập như thế là bỏ nó cái tay bỏ tập tay luôn bỏ hết đi rồi qua cái đường biển tập tạ nó cái gì luôn cái bà bị suy thận cái bà bị ung thư tạ cái gì rồi những ngực nó đỡ đâu không đỡ vô ba bệnh viện một năm nó đau không sức sức mạnh bên trong như vậy tập tạ nó nở nó ngủ nó qua đường biển qua đi qua Việt Nam tập đi cầm hết cả bộ viện đắt đỏ rồi đi ra lại giờ cái đầu ba bệnh lạnh năm mấy độ đó mà còn giờ nhận là đứng tùng bò không ra ào ào nó ướt mái cáo mới được chạy có hai bài nó lên đổ mồ quay trời đổ đi đổ ướt quần mới được chưa ướt được quần nó chật nhẹ ra tặng đường lên thở máy lên đó ra mồ hôi thiệt nhiều thì tốt ra mồ hôi thì huyết áp xuống á có cái bài cũng vậy mà tới cái sổ huyết áp lên tập đi anh nói tập hồi cái áo lên đắp lên rồi mấy bà già mà sợ nhát lắm bà anh huyết áp cao bà nào nó tập lên huyết áp lên tái mà mày cái đứa vào chung cái dài thời gian rồi anh phải thở đều không bao giờ được thở học cái con mình để học hết với các bạn mình đứng đầu kia Mỹ bây giờ đang đi với các bạn và nó chưa tìm ra cái bí ẩn mình tập tại sao hết tình nó chưa tìm ra tại cái thằng học giỏi không có để 10 năm mới tìm ra con thằng mới học vài tháng ta từ từ cái gì như tường nhẹ nhẹ cho anh nha cái nghề là một cái không lần lần thả lỏng hết cái tường ra cái nó nhanh được lúc nên nhanh mới hiểu còn mới lần lần thả cái tay nó bước ra mới từ lên tay làm gì nó hiểu nó hiểu cái tâm không nó nói cái gì bây giờ đứng rồi hiểu đúng rồi thành nó khó nó ngu khi còn nó khó thôi chỉ một cách là nó ngu cái tứ rồi thôi tụi mày cái con lên không thấy đừng biết sao mỗi anh thấy thì đúng rồi thả lỏng đúng rồi còn ngay mình luôn biết sao đây hai thằng đều thấy có gì cũng căng lắm
chữ viết làm sao viết sắc không ra tập được mình cũng hay chứ không tìm bọn tới đây nó đi nó lấy cái gì nó đâu có làm căng đâu nó không tại cái bản nó cho nhiều lắm mình nhiều chỗ lắm nè cái đỉnh đầu thành đầy rồi thấy có không có cái đó là sao viết sắc to lên thả lỏng con đó thầy nó có người phải thấy không mình để ý trong cái nhất từ độ hay khá là bình thường thầy áp lực lên đâu mấy người mình lo lắng á người ta bây giờ cái lo áp lực mình mày lo sợ xã hội tình cảm gia đình nó áp lực đầu còn ở trong không không áp lực thật có thấy chưa ông lại thật chưa em bấm cảm ông lại đi rồi bấm đồng cảm ông lại đi thuộc hết chưa cái mở có làm việc có việc bên trong không có việc làm nữa mà tướng đó rồi mình cũng vậy có áp lực ở ngoài mình cứ lo tập thiếu tiền thời gian mình lo tập thiếu tiền bao nhiêu năm mà là có áp lực bây giờ trong luyện cứ luyện bao nhiêu năm để luyện để ý định dẫn ý tạo lực giả tạo người ta lực cái số tiền nó nóng hết người chạy mà đánh rồi sốt cái tay này béo tay thì mình biết rồi cái từng lực thấp từng thấp từng thấp đẩy ngắn năm ngày thầm hai ngày quả nữa có cái gì bốn ngắn vô thầm năm đẩy từng thầm hết bệnh vậy thôi ta tạo cái căn trước trong người trong trước chứ cái căn đó không có áp lực ngay thầm tao biết rồi tao tập căn cái thầm rồi nó bị gì tự nhiên không có làm cái tăng căn rồi biết rồi nó tăng yếu nó áp lực nó tự nhiên nó tăng lên bệnh nào nó khổ áp lực tăng lên tăng cái số người ta là bệnh. Ủa sao người đọc có đông hoa mà tập đông hoa chứ gì? Họ tập mà sai thoát. Tập sai thoát. Hỏi cái gì? Thầy nhà mình đổi con không có chuyện đẹp vậy? Đúng. Mà này căng nào mà không có tập này. Đồ căng vô. Có chứ. Mặc đồ thun cho gọn vô tập. Bởi vậy thấy nó nhẹ nhàng. Đồ đắp luôn. Tức là cái cho là gì? Thu sức thể hoạ. Anh không được bỏ sức khỏe, anh đập đạn xuất bỏ sức khỏe ra à. Con này bỏ, thu sức khỏe vào, cũng càng mà thôi mà thu sức khỏe là cái nào lợi hơn. Khi anh phải tập, ta tập, cái này cứ nói đau mình cũng mong. Ừ, nó mất sức, con này ta không có mất sức, không đẩy sức khỏe ra, tao thu sức khỏe ra. Hai cái kỹ thuật khác, nó khó khăn, phải chậm chạy. Tao không được vậy, 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 thì mất rồi anh đi kiếm tiền thu tiền vô anh bỏ tiền này anh đi làm công ty thu 3 triệu anh đưa tiền giúp nó rồi giờ anh đi anh muốn chịu bệnh cái thu sức khỏe vào thì là sao anh tập tạ sức khỏe ra mình thu cũng tập sao lấy được sức khỏe vô nghe nói cái công học là rất tốt rồi học đương nhiên rồi thằng số một mà những mộng cửa một cái cửa thằng luôn không ờ thận trong cái công số một cái thứ hai là tới ba gan đứng số 3, năm. Trong cái bao tử là số 5, phổ số 7, tim số 9, một ba năm bảy chín. Cái đó nếu mà thận ở số 1 luôn. Nhưng mà hiện tại năm vừa qua anh cũng nói tất cả mọi người số cái thận quyết định. Nhưng mà phải tập nhiều chứ không tập lại đâu thận đâu. Tại mọi người ta muốn tập khỏe, muốn giỏi gì cái thận phải mạnh. Thằng khôn là cái thận khỏe. Thằng chơi bời nhiều nó thận khỏe được. Cái thận yếu chơi gì? Rồi thận mà không khỏe, không sáng rồi lù không có làm việc, nằm y gì đó. Thận nó khỏe sáng nó ngồi dậy nó muốn làm việc liền còn thận mình đi yếu mà sáng nó nướng nó tới 12 luôn chứ thằng ngồi dậy cứ lù như vậy là bệnh cứ lâu lâu mà bắn là giống như bắn là bay rồi cả người lâu lâu con này làm thận nó sau cái thận là gì giống như cái kế hoạch anh làm việc cái kế hoạch sau anh phải mạnh dạn đầu tư cho là tiền là cái gan có gan làm gì bỏ tiền mà có gì không mới làm giàu sau nó phải lời nó có ăn không có lời không có lời đâu có lời xong rồi bây giờ mới tính tìm với mỗi người tập chờ kết quả là tương lai thôi cái kế hoạch mình làm hoàn thành tìm cái đồng quan nếu mà không thành công là mình tìm rồi mà không thành công có tập quán rồi mà không có được gì hết con người nó vậy á có thể như vậy đó. Muốn làm gì thật ra là trước xong cái gan quyết định gan quyết định bây giờ đầu tư một quán phở anh phải bắt đầu suy nghĩ muốn quán phở bỏ bao nhiêu tiền tỷ vô bao nhiêu triệu vô là có gan đầu tư xong có lời không nữa không cái bụng có ăn không lát hồi chiều chiều hai vợ chồng làm sáng chiều có con ăn là đói rồi không có lời là không có làm là có bao tử xong rồi ngày rồi cả năm rồi bao nhiêu là một tháng doanh thu bao nhiêu một năm bao nhiêu là tim với phổi nó đặt chờ cái quả khi một cái quả êm rồi thì tim với phổi nó êm nó hết lại nó bớt lo để thành công
còn thành công tim phổi đâu phải thành bệnh, đó là tắc trong người của mình, đó là thuật kinh dịch trong người đó, cái khí trong người nó đi đi ra cho mình tập đó mình uống nước rồi uống nước uống phải nước rồi đúng rồi. Nước đây à, anh nước một bình này. Có nước có ly có nước à. Nước đây đây này 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 uống uống được không uống được nó mới uống được nó sao dần dần nó sẽ giảm uống này quen rồi nó hết đi uống giờ đổ mồ nhiều quá à, ừ, uống nước vô mình đã tập nhỏ nước nó giảm rồi.